hội chè Cầu Đất các bạn ở Đà Lạt. Thành ra khách du lịch đến đây, người ta đến đây người ta dừng đây người ta chụp hình. Ở đây thì người ta trồng chè trên những ngọn đồi, và xung quanh có những cái điện gió, những trụ điện gió. Ở dưới thì trồng chè, khách du lịch đến đây người ta dừng chân đây người ta chụp hình rất nhiều. Thưa các bạn, thì nếu các bạn có dịp đến Đà Lạt thì chúng ta cũng đi ngang qua đây và dừng ở đây 5-3 phút để chúng ta chụp hình lưu niệm, để mình có cái cảm nhận và yêu thiên nhiên, yêu quê hương và yêu con người Việt Nam mình hơn nữa. Thì ở đây thì chỉ có chè, dưới là trồng chè, ở trên là có những cái trụ điện gió đó các bạn, thì nó rất là mát và rất là trong lành. Thì nếu các bạn có dịp đến đây thì mình cũng nên là lưu lại một tí kỷ niệm để mình đã đến đây rồi, và những bạn không có đi, chưa đi đến đây thì cũng nhìn thấy ở đây người ta sinh hoạt và trồng chè như thế nào, và cái cảnh ở đây rất là trong lành các bạn, cái không gian và môi trường ở đây rất là trong lành. Thành ra chúng ta dừng đây nghỉ chân và chụp ảnh lưu niệm. Chào tạm biệt các bạn, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thích thì đăng ký kênh và để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại video sau.